Lòng thành mới ân cần các phận hiền toàn thân Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát mới hai tạng. Phật Bồ Tát Nam Mô Pháp
một muôn hai nghìn người câu hồi các vị đó đều là bận lan căn lầu đã em không còn phiền não biến lời mình đã xong dứt sự ràng rịch trong các cõi tâm đường tự tại tên của các vị đó là Lầu Tần Loa Ca Diếp Già Gia Ca Diếp Na Đề Ca Diếp Phá Lời Phấn Đài Mùng Kiền Liên Ma Ha Ca Chiến Viên A Nô Lâu Đà Kiếp Tân Na Kiều Phạm Ba Đề Lý Bà Đa Tất Lắng Giá Bà Ta Bạn Tố La Ma Ha Khô La Na Đà Tôn Đà La Nan Đà Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tần Tu Bồ Đề A Nan La Hầu La Vân Vân đó là những vị đại A La Hán hàng tri thức của chúng lại có bần hữu hồng và vô hồng hai nghìn người Bà Tỳ Kheo Ni Ma Ha Ba Xà Ba Đề cùng với quyến thuộc sáu nghìn người câu hỏi mẹ của La Hầu La là Bà Tỳ Kheo Ni Gia Vô Đà La cùng với quyến thuộc câu hỏi Mừng Đại Bồ Tát Pháp Muôn Người đều không thôi chuyển ở nơi đạo vô thượng chân đẳng chân giác đều chứng được Pháp Đà La Ni nhạo thuyết biện tài chuyển nói Pháp Luân bận thôi truyền Trần cung dường vô lượng trăm nghìn chư phân ở các nơi đứng phân trồng các cội công đức thương đưa các phận khen người dùng đứng từ để tu thân kéo chân trí tuệ của phận thông đà đại trí đến nơi bờ kia Danh đoàn ca vô lượng thế giới có thể đồ vô số trăm nghìn chúng sanh tên của các vị đó là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Đất Đại Thế Bồ Tát Thường Tinh Tân Bồ Tát Bấn Ngưu Bồ Tát Bửu Chương Bồ Tát Dược Vương Bồ Tát Giống Bồ Tát Bửu Nguyệt Bồ Tát Nguyệt Quang Bồ Tát Mãn Nguyệt Bồ Tát Đại Lực Bồ Tát Vô Lượng Lực Bồ Tát Địa Phạm Giới Bồ Tát Bát Đà Bà La Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát Bưu Tích Bồ Tát Đạo Sư Bồ Tát Vân Vân Các Vị Đại Bồ Tát Như Thế Tam Muôn Người Câu Hồi Lúc bây giờ tính đề hoàng như cùng quyến thuộc hai muôn vị thiên tử câu hồi lại có minh nguyệt thiên tử phố hương thiên tử bửu quang thiên tử bốn vị đại thiên vương cùng với quyến thuộc một muôn thiên tử câu hồi Tự tài thiên tử đại tự tài thiên tử cùng với quyến thuộc ma vàng thiên tử câu hồi chú coi ta bà phạm thiên vương thi khí đại phạm quang minh đại phạm vân vân cùng với quyến thuộc một muôn hai nghìn vị thiên tử câu hồi Có tám vị Long Vương Nan Đà Long Vương Bạc Đằng Đà Long Vương Khá Già La Long Vương Hòa Tô Các Long Vương Đức Xoa Ca Long Vương A Na Bà Đà Ma Long Vương Ma Na Tư Long Vương Ưu Bán La Long
đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hỏi có môn vì cần na la vương pháp cần na la vương diệu pháp cần na la vương đại pháp cần na la vương trì pháp cần na la vương đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hỏi có bốn vị càng khác ba vương nhà càng khác ba vương nhà âm càng tháng ba vương mỹ càng khác ba vương mỹ âm càng tháng ba vương đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thua câu hồi có bốn vị a tu la vương bà trị a tu la vương già la kiên đa đa la a tu la vương la hầu a tu la vương đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thua câu hỏi có bốn vị ca lâu la vương đại uy đức ca lâu la vương đại thân ca lâu la vương đại mạng ca lâu la vương như ý ca lâu la vương đều cùng bao nhiêu bà vi đề cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thua câu hồi cả chúng đều lễ chân quan lui ngồi một phía luôn bây giờ đừng thế tôn hàng tư chúng vây quanh cúng dường cùng kính người khen tôn trọng vì các vị bồ tát ma nói kinh đại thừa tên là vô lượng nghĩa giáo bồ tát pháp ba phần sơ hồ niệm nói kinh này xong Đức Phật ngồi xem bằng nhắm vào chánh định vô lượng nghĩa xứ thân và tâm của Phật đều không lại động khi đó trời mưa hoa mạn đà la hoa ma mạn đà la hoa mạn thù thân hoa ma mạn thù tha đề đại trên Đức Phật cùng hàng đại chúng cõi phần sáu điều vang đông lung bây giờ trong chúng hồi càng hàng tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ trời đồng gia thân ngàn tháng bà a tu la ca lo la cần na la ma hầu la già nhân phi nhân và ca vi tiểu vương cùng truyền luân đại chúng ấy đều được thấy việc chưa từng có vui mừng chắp tay môn lòng nhìn Phật bây giờ đứng Phật từ nơi tướng lông trắng giữa chẳng mài phóng ra luôn hào quang chiếu khắp ca mồ muôn tám nghìn nơi cờ phương đông dưới thời chiếu đến địa ngục a tỳ trên chúa thấu trời sáng cứu cánh chúng ở cõi này đều thấy cả cáu loài chúng sanh ở các cõi kia lại thấy cha Đức Phật hiện tại nơi các cõi kia và nghe kinh pháp của các đấng Phật ấy nói cùng thấy nơi các cõi kia các hàng tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ những người tu hành đắc đạo lại thấy các vị đại bồ tát dùng các món nhân duyên các lòng tin giải các loài tướng mạo mà tu hành đạo bồ tát lại thấy ca đứng phần nhập niết bàn lại thấy sau khi ca đứng phần nhập niết bàn đem ra lời của Phật mà dẫn ta bằng bãi bao khi ấy ngài Di Lặc Bồ Tát nghĩ rằng hôm nay đơn thế tôn hiện thần biến tướng vì nhân duyên gì mà có điềm lành này nay Đức
Phật đứng nhập chánh định. Việc biến hiện hữu không thể nghĩ bàn này nên nói ai ai đám đứa ngài lại nghĩ ông phá phương tử văn thù sư lợi này đã từng gần vui cung vàng vô lượng ca đức phần đời qua cứ chắc đã thấy tướng hiểu này. Ta này nên nói ông lùng đô hàng kỳ kéo tề kéo nê cần sở nam cần sở nữ và cán trời đồng quỷ thần vân vân đều nghĩ rằng tướng thần không sang chói của đức Phật hiền đây nay nên hỏi ai bây giờ ngài Di Lặc Bồ Tát muốn giải quyết chỗ nghi của mình. Ngài lại sẽ tam niệm của bốn chúng tỳ kheo tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ và của ca chúng hỏi trời rồng quỷ thần vân vân mà hỏi văn thù sư lại rằng vì nhân duyên gì mà có tướng lãnh thần thông này. Phật phong ánh sáng lớn soi khắp một muôn tam nhìn coi ở phương đông đều thấy coi nước ca nghiêm của ca đứng phần khi đó ngài Di Lặc muốn nói lại nghĩa trên dùng kệ hỏi rằng ngài văn thù chư lời đức đạo sư cơ chi. Long trăng giữa chàng mài phong anh sang cắm soi trời mưa hoa mang đà cùng hoa mang phù sa gió thơm mùi chiến đàn vui đẹp lòng đại chúng vì nhân duyên như vậy cõi đất đều nghiêng tình. Mà trong thế giới này sao điều vang động lên bấy giờ bốn bộ chúng thay đều rất vui mừng thân cùng ý thơ thái được việc chưa từng có ánh sáng giữa chẳng mài soi suốt thẳng phương đông. Một muôn tám nghìn cõi đều ánh như sân vàng từ địa ngục ngã tỳ trên đến trời ưu đành trong cả thế giới đó cả sáu đạo chúng sanh sống chết của kia đến niềm duyên lành cùng giữ thủ bao có con sông. Tại đây đều thấy đó lại thấy càng đứng phần đăng thân cho sư tử diện nói ca kinh điển nhiệm màu bực thử nhớ tiếng của ngài thanh tịnh giọng nói ra em dịu dày bao các Bồ Tát vô số ức muôn người. Tiếng phàm âm tâm nhiều phiên người đều ưa nghe ca phân ở cõi mình mà giảng nói chính là phàm dụng nhiều món nhân duyên cùng vô lượng tỷ dù đề soi rõ phần pháp mà khai ngộ chúng sanh. Nếu có người bị khổ nhàm lìa và bệnh chết phân về nói niết bàn để dứt các ngàn khổ. Nếu là người có phước đã từng cúng dường Phật chỉ cầu pháp thù thắng về nói hành duyên gian. Nếu lại có phần tử tu tập ca công hạnh để cầu tuệ vô thượng phần vì nói tình đạo ngài văn thù sư lại tôi ở tại nơi đây thấy nghe giường ấy đó và nghìn ứng việc ta thấy rất nhiều như thế. Này sẽ lượm nói ra tôi thấy ở cõi kia có hàng xa Bồ Tát dùng càng món nhân duyên mà cầu chứng phân đạo hoằng có vị bố thí vàng ba ngọc sang hố chân châu ngọc như ý ngọc xa từ mã nào. Kim cương ca trăng bơ cùng tôi ta xe cổ kiểu can chừng cho bao vui vẻ đem bồ thí hồi
chứng thưa ấy bậc nhân của ba cõi cá phần hằng khen người hoặc có vị Bồ Tát. Xe tứ mà xe báo bao lớn che tán đẹp trao chia dùng bồ thí lại thấy có Bồ Tát bồ thí cả vợ con thân thịt cùng tay chân để cầu vô thường đạo lại thấy có Bồ Tát đầu mất và thân thế đều ưa vui thí cho để cầu chi tươi phân ngài văn thù chứ lại ta thấy ca quân vương qua đến cho của phần thưa hỏi đạo vô thường bèn bỏ nữa vui về cung điện cả thân thiên cao trần rau lần tống mà mạnh y pha phong hoàng lại thấy Bồ Tát mà hiện làm tỳ kheo một mình ở văn về vui tụng kinh điển cũng thấy có Bồ Tát giống mạnh và tinh tấn vào ở nơi thâm sơn. Khi xem mỗi phần đạo và thấy bậc lý vô thường ở cho không nhà sâu tô các thuyền định đường năm món thần thông và thấy gì Bồ Tát chấp tay chỗ thuyền định dùng nghìn muôn bài kể khen ngợi các pháp vương. Thầy thấy có Bồ Tát trí sao chỉ bền chẳng hay hỏi ca đứng Phật nghe rồi đều thu trì lại thấy an Phật tứ định tuệ trọn đầy đủ dùng vô lượng tí vô vì chúng mà gian phán. Vui vừa nói ca pháp dạy báo ca Bồ Tát phá dẹp chúng minh ma mà đánh rền trong pháp cùng thấy vì Bồ Tát văn bạc yên lặng ngồi trời đồng đều cung kính chẳng lấy đó làm mừng và thấy có Bồ Tát ở rừng phóng hào quang. Cứ gò chốn địa ngục khiến đều vào phân đạo lại thấy hàng phật tử chưa từng có ngủ nghỉ kinh hành ở trong rừng thiên năng cầu phần đạo cũng thấy đủ giới đức uy nghi không thiếu sót lòng sạch như bửu châu. Đề cầu chứng văn đạo và thấy hàng phật tử trù vào sức nhẫn nhung bị kẻ tăng thương màng mắng rùa cùng đảnh đầm thấy đều hay nhân đưa về cầu chứng phần đạo lại thấy có Bồ Tát xa rời sự chơi cười và khuyên thổ ngũ thi ưu gần gũi người thi chuyên tâm chứ loan đồng nhiệm niềm ở núi rừng trai ân nghìn muôn năm để cầu được phần đạo lại thấy vị Bồ Tát đồ ăn uống ngọt ngon cùng trăm món khôn thân đem cung Phật và tăng áo tôn đồ thường phục giá đang đến nghìn muôn hoặc là vô giá y đem cung Phật và tăng dùng nghìn muôn ức thứ nhà báo bằng chiên đàn các giường nằm tốt đẹp để cúng Phật cùng tăng. Rừng vườn ra thanh tình bông trái đèo chân xe xuôi chạy cùng áo tâm cung cho Phật và tăng cung thi như thế đó các đồ cung tốt đẹp vui vẻ không hề nhàm để cầu đạo vô tương lai có vị Bồ Tát. Và nói hoa kinh nhiều dùng sáng lời dạy dỗ dạy vô số chúng sanh hoàng thái vì Bồ Tát quán xa ca pháp tịnh đều không có hai tướng cũng như quán hư không lại thấy hàng phần tử tâm công chỗ mê đắm dùng món diệu tới này mà cầu đau vô thường. Ngài văn thù sư lời lại có vị Bồ Tát sau khi
phần diệu độ cúng dường xa lời phần lại thấy hàng phật tử xây dựng ca tham nếu nhiều vô số hằng xa nghiêm sức cấp còi nương bưu tham rắn cao đẹp đèo năm nghìn gió tuần bề ngang rồng xây nhau đèo hai nghìn gió tuần trong mỗi môi tham nếu đều có nghìn tràng phan màn châu xem ta có chiến linh báo hòa đeo cán vì trời rồng thân người cùng với vi nhân hương hoa cùng ký nhà thường đem đến cung gian ngài văn thù sư lại các hàng phật tử kia vì cúng dường xá lời nên chàng chứng tham hiểu cõi quân giới tự nhiên thù đặc rất tốn đẹp như cây thiên thụ vương hoa kia đang khoe nở phần phóng mộ luồng sáng ta cũng cả chúng hồi thấy nơi cõi nước này ca xưa rất tốn đẹp thần lực của chư phần trí tuệ đều hy hữu phóng một luồng tỉnh quang soi thấm vô lượng cõi chúng ta thấy việc này được điều chưa từng có xin Phật tử văn thù giải quyết lòng chúng nghi bốn chúng đều mong ngóng nhìn ngài và nhìn ta đứng thế con cử chi phóng ánh quang minh này Phật tử phải tài đáng quyết nghi cho chúng mừng có những lời ích gì đừng Phật phóng quang này khi Phật ngồi đau tràng chừng được qua tâm diệu về muôn loài văn đó ai là sẽ thọ ký hiến bài ca cõi phẩm ca bao rằng trang nghiêm cùng thầy ca đức phật đây không phải ca nhỏ ngài văn thù nên điên bồn chúng và long thân nhìn xem ngài đó mong sẽ nói những gì lúc bấy giờ ngài văn thù sư lại nói với ngài Di Lăng Đại Bồ Tát cũng cám vị đại sĩ các thiện nam tử như chỗ ta các nghĩ thời nay đức bằng thế tôn muốn nói phạm lớn mưa pháp vũ lớn thôi pháp loa lớn đánh pháp cổ lớn và diễn pháp nghĩa lớn các thiền nam tử ta từng ở nơi ca đến phân đời qua cứ thấy điềm lành này phân kia phóng hào quang đó rồi liền ngồi pháp lớn cho nên chẳng ai biết rằng hôm nay được Phật hiện hào quang cũng lại như vậy Phật vì muốn cho chúng sanh đều được nghe biết pháp màu mà tăng cả trong đời khó tin theo cho nên hiện điềm lành này cả thiền nam tử như vô lượng vô biên tăng kỳ kiếm về trước bây giờ có đức phật hiểu nhận nguyện đăng mình như lai ân cung chân biến tri minh hạnh túng thiền về thế gian giải vô thường trì điều ngờ trường phu thiên nhân sơ phần thế con nhiên nói chính pháp ban đầu giữa rốt sáu ba chẳng đều lành nghĩa lý rất sâu xa lời lê kéo màu thuần một không tam đầy đủ cả tướng phàm mạnh thanh bạch phần vì người cầu đạo thánh văn nói pháp từ để thoát khỏi trăm già bệnh chết cứu cánh niên bàn vì hàng cầu quá duyên giác nói pháp mười hai nhân duyên vì hàng bồ tát nói sau pháp ba la mần làm cho chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh gia tâm bậc nhờ phía chung trí kế lại có đấng phần cũng hiểu nhận nguyện đăng minh lại có đấng phật
cũng hiểu nhận nguyện đăng minh như thế đến hai muôn đức Phật đều đồng một thân. Hiểu nhờ nguyện đăng minh lại cùng đồng một họ, họ phá la đòa di lạc nên biết được Phật chứ được Phật sao đều đồng một thân. Hiểu nhận nguyện đăng minh đầy đủ mười hiệu những pháp được nói ra đầu giữa sau đều lành. Đừng vào rốt sau cả lúc chưa xuân gia tòa tam vị vương tử người thứ nhất tan hữu ý thứ hai tên thiện ý thứ ba tên vô lượng ý thứ tư tên bửu ý thứ năm tên tăng ý thứ sáu tên trừ nghi ý thứ bảy tên hưởng ý thứ tám tên phạm ý tam vị vương tử đó có uy đức từ tài đều lành trì bốn châu thiên hạ nghe vua cha sớm gia chứng đạo vô thượng chính đàng chính giáng đều bỏ ngôi vua cũng xuất gia theo pháp tâm đại thừa thường tu hành thân tinh đều làm bằng phàm sự thoa trước đã từng ở chỗ nghìn muôn đức Phật quân trồng các cõi lần đứng phần nhận nguyện đăng minh lung đọa nói kinh đại thừa tên vô lượng nghĩa sứ gia bồ tát pháp và phần sơ hồ niệm ngồi kinh đó rồi Phật liền ở trong đại chúng ngồi sẽ ban nhâm vào căn chánh định vô lượng nghĩa sứ thân và tâm chánh đông khi ấy trời mưa hoa mạng đà la hoa ma mạng đà la hoa mạng thù xa cùng hoa ma mạng thù xa để đại trên đất phần và hàng đại chúng mà coi nước và sao điêu vang đồng lùng đó trong hôi hàng tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ trời rồng già xóa càng tháng bà tu la ca lâu la khấn la la ma hầu la già nhân phi nhân cùng các vị tiểu vương các vị chuyên luân thánh vương vân vân đại chúng đó đường điều chưa từng có mừng rỡ chấm tay mong lòng nhìn phần bây giờ đừng như lai từ tướng long trăng trăng giữa chân mày phóng ra luồng ánh sáng soi khắp cùng cả một muôn tám nghìn cõi nương ở phương đông như nơi đường thấy ở cõi phần đây di lặng nên biến khi đó trong hồi có hai mươi ức bồ tát thưa muộn nghe qua các vị bồ tát ấy thấy hành sang chiều khắp ca cõi phần đường điều chưa từng có đều muốn biết vì duyên cớ gì mà phong ánh sáng nay kỳ ấy có vị bồ tát nhiều diệu quang có tám trăm người đệ tử bây giờ đứng Phật nhận nguyện đăng minh từ trong chính định mà dạy vì diệu quang bồ tát nói kinh đại thừa tên diệu phạm liên hoa gia bồ tát quang phân xá hồ niệm trải qua sáu mươi tiểu kim chẳng rời chốn ngồi lùng ấy trong hội người nghe pháp cũng ngồi một chỗ đến sáu mươi tiểu kiếm thân tăng đều không lại đồng như nghe đức Phật nói pháp cho là như trong quán bữa ăn bấy giờ trong chúng không có một người nào hoặc là thân hoặc là tâm mà tránh lời mời đừng phàm nhà nguyện đăng minh trong sáu mươi tiểu kim nói kinh đó rồi liền ở trong chúng ma phàm sa môn bà la môn và trời người a tu la mà tuyên rằng hôm nay vào nửa
sẽ nhầm vô dư niết bàn. Khi đó có vị Bồ Tát Tăng Đăng Tạng Đa Phương nhờ nguyện đăng minh liền có ký cho bảo các tỳ kheo rằng ông Đức Tăng Bồ Tát này kể đây sẽ thành phần hiệu là tinh thần Như Lai ứng cung chính đàn chánh danh. Đừng vào thọ ký không vào nửa đêm mê nhầm vô dư niết bàn. Sau khi Đức Quan Diên Độ Diệu Quang Bồ Tát trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa trài 80 tiểu kiếm vì người mà diễn nói tám người con của Phật nhận nguyện đăng minh đều học với Ngài Diệu Quang. Ngài Diệu Quang dạy bảo cho đều vững bền ở nơi đạo vô thường. Chánh đàng chánh giác các vị vương từ đó cũng vàng vô lượng trăm nghìn muôn ứng đức phật đều thành đồng đạo vì thành phật rốt sao hết hiểu là nhiên đang trong hàng tám trăm người đệ tử có một người tên cầu danh người này tham ưa danh lời. Dẫu cùng đồng tuần cá kinh mà chẳng thuộc rằng phần nhiều quên mang nên gọi là cầu danh. Người này cũng do có trọng cá nhân duyên căn lành nên được gặp vô lượng trăm nghìn muôn ước đứng phần mà cũng vàng cũng kính tôn trọng khen lời. Vì là nên biết lúc đó Diệu Quang Bồ Tát đâu phải người nào lạ, chính là ta đây còn cầu danh Bồ Tát là Ngài đây. Nay thấy điềm lành này cùng với xưa công khác cho nên ta sẽ nghĩ hôm nay Đức Phật Như Lai sẽ nói kinh Đại Thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa. Giao Bồ Tát Phá Phân Sơ Hô Niệm bây giờ Ngài Văn Thủ Sư Lại Bồ Tát ở trong đời chúng muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng ta nhớ thua quá khứ vô lượng vô số kiếp có Phật nhân chúng tôn. Hiệu nhờ nguyện đăng minh được Thế Tôn nói Pháp độ vô lượng chúng sinh vô số ức Bồ Tát kiến vào trí tuệ Phật. Khi Phật chưa xuất gia có sanh tám vương tử thấy đại tăng xuất gia. Cũng theo tu pháp hành Phật nói kinh Đại Thừa tên là vô lượng nghĩa ở trong hàng đại chúng mà vì rộng to bài Phật nói kinh này rồi liền ở trong pháp tòa xem bằng nhầm chính định. Tên vô lượng nghĩa thứ trời rơi hoa mang đà trong trời tự nhiên vang các trời rồng quý thần cũng vàng đấng nhân tôn tất cả ca cõi phần từng thời vang đồng lớn Phật phóng sang giữa mài hiền các việc hy hương. Anh sàng chiêu vương đông muôn tám nghìn coi phân bài sanh tự nghiệp mau của tất cả chúng sanh lại thầy các coi phân cùng cả bao trang nghiêm màu lưu ly phá lê đây bởi Phật quan soi lại thấy những trời người rồng thần chúng già xoan. Càng thà cận á la đều cung giang phận mình lại thấy cá Như Lai tự nhiên thành phận đạo màu thân như núi vàng đoan nghiêm rất đẹp màu như trong lưu ly sành hiện ra tượng chân kim Thế Tôn trong đại chúng dạy nói nghĩa tâm diệu. Mỗi mỗi ca coi và chúng thanh văn vô số nhân Phật quán soi sáng đều thầy đại chúng khi hoàng co các tỳ kheo ở tại trong núi rừng tinh tấn giữ tình giới dường như gìn châu sáng lại thấy các Bồ Tát.
Bồ Thí Nhân nhường thải số đông như hàng xa đây, bởi sáng phần soi lại thấy hàng Bồ Tát sâu vào các thuyền định thân tâm lặng chấn động để cầu đạo vô thương, lại thấy các Bồ Tát Rồ Tương Pha Kinh về đều ở tại nước mình, nói pháp cầu Phật đạo bây giờ bốn bộ chúng thấy phân nhờ nguyện đang hiến sức thần thông lớn, tâm kia đều vui mừng mỗi người tự hỏi nhau. Việc này nhân duyên gì đấng của trời người ta vừa từ chánh định dạy khen nhiều quán Bồ Tát ông là mắn của đời, mọi người đều tin về hay vâng giữ tăng pháp như pháp của ta nói, chỉ ông chân biết được đứng phần đã gợi khen. Cho diệu quang vui mừng liền nói kinh pháp hoa trài sáu mươi tiêu kiếp chẳng rời chỗ ngồi ấy, ngài diệu quang pháp sư trọn đều hay thú trì pháp thượng diệu của Phật. Phật nói kinh pháp hoa cho chúng vui mừng rồi liền chính trong ngày đó bao hàng chúng trời người ca pháp nghĩa thần tướng đã vì khán ông nói, nay ta giữa đêm này sẽ vào cõi niết bàn phải một lòng tinh tấn rời khán sự buông lung. Cả quần răng có gầm ngân kim đưa một lần, cả con của Phật thải nghe Phật thấm nhầm về phải đều lòng buồn khổ, Phật sao gấp về vậy đấng thánh chúa Pháp Vương an ủi vô lượng chung. Nếu lòng ta diễn đồ các ông chớ lo sợ, Đức Tăng Bồ Tát đây tâm đã được thông thấu nơi vô lậu, thì tương kế đây sẽ thành phận tên hiệu là tinh thân cũng độ vô lượng chúng đến đó phần diễn đồn. Như củi hên lửa tán chia văn cà phá lợi mà thấy vô lượng pháp, tỳ kheo ni số đông như hàng xa lại càng thêm tinh tấn để cầu đạo vô thượng diệu quang pháp thư ấy vân giữ Phật pháp tàng. Trong tám mươi tiểu kiếp rộng nói kinh pháp hoa tam vị vương tử đó, đường nhiều quán dạy ba vững bền đạo vô thương, sẽ thay vô số phận cũng dàn các phận xong thuận theo tu đại đạo. Nói nhau đặng thành và chuyện cứ thô ký nhau đặng phần rốn sao cả hiểu là phần nhiên đăng đạo sứ của thiên tiên đồ thoát vô lượng chúng diệu quan pháp sư đó có một người đệ tử. Thâm thường cứ biên thế tam ngư nơi danh lợi cầu danh lợi không nhằm thường nhân nhà sang giàu đời bò việc tung hợp bó quên công thông thuộc, bởi vì nhân duyên ấy nên gọi là cầu danh cũng tu cá nghiệm lành. Được thay vô số vợ cung vàng cá đứng phân thuần theo tu đại đạo đủ sáu ba la mật, nay gặp đấng Thích Ca sau đây sẽ thành phần hiểu rằng Phật Di Lặc. Trong đồ hàng chúng sanh số đông đến vô lượng sao phân kia duyên đồ lười biên đó là ngài, còn nhiều quan pháp xưa nay thời chính là ta, ta thấy phận đăng minh điềm sang trước như thế. Cho nên biết rằng nay Phật muốn nói pháp hoa tướng này như điểm chứa là phương tiện của Phật, nay Phật phóng sanh sang giấm bài nghĩa tiệt tướng các người này nên biết chấp tay môn lòng chân. Phật sẽ rơi nước pháp đầy đủ người cầu đạo các người
diệu pháp liên hoa phẩm phương tiện. Thứ hai lúc bấy giờ đứng thế tôn từ chánh định an lành mà dạy báo ngài trả lời con trí tuệ của ca đức phần rắn sâu vô lượng. Môn trí tuệ đó có hiểu có vào tất cả hàng thanh văn cùng bính chi phận đều không biết được vì sao Phật đã từng gần gũi trăm nghìn muôn ứng vô số ca đức phần. Trọn tu vô lượng đạo pháp của các đấng Phật giống mạnh tinh tấn danh tốt đồng thân tròn an pháp rất sâu chưa từng có theo thời nghi mà nói pháp khi thu khó hiểu. Trả lời phân từ ta thân phận đến nay càng muốn nhân duyên các môn thí dụ rộng nói ngôn giáo dùng vô số phương tiện nhiều dẫn chúng sanh làm cho ta lìa lòng chấm vì sao đức Như Lai đã đầy đủ phương tiện. Tri kiến và ba la mật tha lời phân tri kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa đứng vô lượng vô ngài lực vô sở uy thuyền định giải thoát tám mũi đều sâu vào không ngần mẻ tròn hơn tất cả pháp chưa từng có. Trả lời phân Như Lai hay các món phân biệt kêu nói các pháp lời lẽ em dịu vui đem lòng chúng ta lời phân tóm yếu mà nói đó vô lượng vô biên pháp vì tăng hữu đức phần phải đều trọn nên. Thôi xa lời pháp chẳng cần nói nữa vì sao vì pháp có hiệu in có thứ nhất mà phần tròn nên đó chỉ có phần cùng phần mới có thể thấu tột tướng chân thần của các pháp. Nghĩa là các pháp tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, bao như vậy, trưởng sao rốt như vậy. Bây giờ đừng thế tôn muốn khuyên lại nghĩa trên mà nói bài kể rằng đấng thế hùng có lượng cán trời cùng người đời tất cả loài chúng sanh không ai hiểu đường Phật trí lực vô sở uy. Giải thoát ca tham mười ca pháp ca của Phật không ai so lường được vốn từ vô số phận đầy đủ tu căn đạo pháp nhìn màu rất sâu khó thấy khó rõ được trong vô lượng ứng kiếp tu các đạo đó rồi. Đạo tràng được chứng qua ta đều đã thấy biết qua bao lớn như vậy các món tình tướng nghĩa ta cùng mười phương Phật mới biết được viện đó pháp đó không chỉ được văn bạc tướng nói năng. Các loài chúng sinh khác không có ai hiểu được trừ các chúng Bồ Tát người rất tín bền chặt các hàng đệ tử Phật từng cúng dường các Phật tất cả lầu đà hán. Chủ thân rốt nào này các hạng người vậy thay dân họ không kham được và sứ đầy thế gian đều như xa lời phấn cùng suy chúng so lường chẳng lường được phấn khi chính sự cấp mười phương. Đều như xa lời phấn và các đệ tử ca cũng đầy mười phương cõi cùng suy chúng so lượng cũng lại chẳng biết được bậc duyên gia
trí lành vô lậu thân rốt sao cũng đầy mười phương cõi số đông như rừng tre. Hàng này chúng một lòng trong vô lượng ân kiếp muôn xe phận thần chỉ chẳng biết đưa chúng phần Bồ Tát mới phá tâm cũng dạng vô số phần rõ thấu các nghĩa thu lại hay theo nói pháp. Như lúa mẹ trẻ lao đông đầy mười phương cõi mong lòng dùng trí màu trái cho kim hàng xa thấy đều chung thủy lượng chẳng biết đường trí phần hàng bằng khối Bồ Tát số đông như hàng xa. Một lòng chúng tri câu cùng là chẳng hiểu đường lại bao xa lời phương pháp nhìn màu rẫn sâu vô lậu có nghi bàn nay ta đã đường đủ chỉ ta biết tương đó mười phương và cũng vài xa lời có phải biết lời phân nói không khen. Lời pháp của Phật nói nên sinh chân tin chẳng pháp của Phật lâu sau cần phải nói chân thật bảo các chúng thành văn cùng người cầu duyên giác ta khiến cho thoát khổ đến chứng được niết bàn. Phần dùng sơ phương tiện dạy cho ba thừa giáo chúng sinh nơi nơi chớm dần đó khiến ra khỏi khi đó trong đại chúng có hàng thanh văn lầu tân a la ngài a nhã kiều trần như vân vân 1200 người. Và các tỳ kheo tỳ kheo ni cần sự nam cung cần sự nữ hàng người vãng tăng thanh văn duyên giá đều nghĩ rằng hôm nay đức phật ca chi lại ân cần người khen phương tiện mà nói thế này cấp. Pháp của phần chứng rắn sâu khó hiểu tất cả hàng thanh văn cùng duyên giá không thể đến được đức phật nói một nghĩa giải thoát chúng ta cũng chứng được pháp đó đến nơi niết bàn. Mà nay chẳng rõ nghĩa đó về đâu lòng ấy ngài xa lời phân biến lòng nghi của bốn chúng chính mình cũng chưa rõ liền bạch phân rằng thưa thế tôn nhân vì duyên gì mà phật ân cần khen ngợi pháp phương tiện thứ nhất nhiễm mộng. Rất sâu khó hiểu của ca đơn và con từ trước đến nay chưa từng nghe Phật nói điều đó hôm nay bốn chúng thầy đều có lòng nghi cuối xin Đức Thế Tôn bài nói việc đó cớ gì mà đừng Thế Tôn ân cần khen ngợi. Pháp nhìn màu rắn sâu khó hiểu khi đó ngài xa lời phân muôn tuyến lại nghĩa trên mà nói kể rằng đấng Huệ Nhật Đại Thánh lâu mới nói pháp này tự nói pháp mình chứng lực vô ý tam mùi. Thuyền định giải thoát hay đều chẳng nghĩ bàn được pháp chân nơi đạo tràng không ai hỏi đến được ý con có liền được cũng không ai hay hỏi không hỏi mà tự nói khiến người đau mình làm. Càng đứng phần chân đưa trí tuệ rất nhiễm màu hàng vô lậu la cung người cầu niết bàn nay đều xa lưỡi nghi Phật cơ chỉ nói thế hạng người cầu duyên giá tỳ kheo ni cán trời đồng quỷ thần. Và càng tha ba thải ngó nhau cứu lòng nghi nhìn trời
trong đấng cúng tôn viện đó là thế nào. Kinh Phật vì dạy cho trong ca chúng thanh văn Phật nói con hạng nhân này con nơi trí mình nghi lầm không rõ đường. Vì là Pháp Rô Ra, vì là Đạo Phật làm con tư miệng Phật sáng chăm tay nhìn trong chờ xin ban tiếng nhiễm máu liền. Vì nói như thường các trời đông thần thái số đông như hành xa Bồ Tát cầu thành Phật. Số nhiều có tám muôn lại những muôn cả nước vua chuyển luân vương lên đều lòng kinh chấp tay muôn nghe đào đầy đủ. Khi đó đưa Phật báo ngài xa lời phát thôi tôi chẳng nên nói nữa nếu nói việc đó tất cả trong đời. Các trời và người đều sẽ kính sợ nghi ngờ ngài xa lời Phật lại bằng phần rằng thưa Thế Tôn cuối xin nói đó cuối xin nói đó. Vì sao trong hồi đây có vô số trăm nghìn muôn ứng tăng kỳ chúng sanh đã từng gặp cả Đức Phật. Các căn mạnh lệ trí tuệ sáng số được nghe Phật dạy chắc có thể kính tin lúc ấy. Ngài xa lời Phật muôn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng đấng Pháp Vương vô thượng xin nói nguyện đừng lo. Vô lượng chúng hồi đây có người hay kính tin đơn phần lại ngăn xa lời Phật. Nếu nói việc đó thì tất cả trong đời trời người A-tu-la đều sẽ kinh nghi tỳ kheo tăng thường mạng sẽ phải xa vào âm lân. Khi đó đừng Thế Tôn lại nói kể rằng thôi thôi chẳng nên nói phạm ta nhiều khó nghĩ những kẻ tăng thương mà nghe ác không kính tin lung ấy. Ngài xa lời phấn bành Phật rằng thưa Thế Tôn cuối xin nói đó, cuối xin nói đó nay trong hội này hàng người sang bằng con có trăm nghìn muôn ức đời đời đã từng theo phần học hỏi những người như thế chắc hay kinh tinh lâu dài an ổn nhiều điều lợi ích. Khi đó ngài ta lời phong muốn duyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng đấng vô thương lượng túc xin nói pháp đệ nhẫn con là trưởng tử và xin thương phân biệt nói vô lương chúng hồi đây. Hay kinh tinh pháp này đời đời Phật đã từng giao hòa chúng như thế đều một lòng chăm tay muốn nghe lắm lời và chúng có nghìn hai trăm cùng nạn cầu Phật no nguyện phẩm vì chúng này. Cuối xin phân biệt nói chúng đây nghe pháp mấy thời xin lòng vui mừng bây giờ đừng Thế Tôn bao ngài xa lời Phật ông đã ân cần ba phen thư thỉnh đâu được chẳng nói ông nay lòng nghe khéo suy nghĩ nhớ đón. Ta sẽ về ông phân biệt nhảy nói khi đứng Phật nói lời đó trong hồi có cá tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ ca thái năm nghìn người liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật mà lui về vì sao? Vì bọn người này gông tội sau năng cùng tăng thương mạng chưa được mà nói đã được chưa chứng mà cho đã chứng có lỗi giường ấy cho nên không ở lại đừng Thế Tôn yên lặng không ngăn cản bây giờ đừng vẫn báo ngài xa lời phân.
trong chúng ta đây không còn cảnh rằng có hạt chăng. Xa lời Phật những gã tăng thường mạng như vậy lui về cũng là tốt. Ông nay nên kéo nghe ta sẽ vì ông mà nói. Ngài xa lời Phật bánh rằng: Vâng thưa Thế Tôn, con nguyện ưa muốn nghe đừng Phật báo. Ngài xa lời có pháp màu như thế ca Đức Phật Như Lai. Đến khi đúng thời mới nói đó như hoa lần thoại. Đến thời tiếng mới hiện muôn lần. Xa lời Phật các ông nên tin lời của Phật nói không hề hư vọng. Xa lời Phật các Đức Phật theo thời nghi nói pháp y thú có hiểu vì sao ta dùng vô số phương tiện. Các món nhân duyên lời lẽ thi vô nhiễm nói ca và pháp mà đó không phải là suy lương phân biệt mà có thể hiểu. Chỉ có các Đức Phật mới biết được đó vì sao cả Đức Phật Thế Tôn. Chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Xa lời Phật sao nói rằng ca Đức Phật Thế Tôn. Chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Ca Đức Phật Thế Tôn nguyện muốn cho chúng sinh khai tri kiến Phật để được thân tình mà hiện ra nơi đời. Vì muốn chỉ tri kiến Phật cho chúng sinh mà hiện ra nơi đời. Vì muốn cho chúng sinh chứng vào đạo tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời. Xa lời Phật đó là các Đức Phật do vì một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Đức Phật bảo xa lời Phật các Đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát những điều làm ra thường vì một việc chỉ đem tri kiến Phật chỉ cho chúng sinh tỏ ngộ thôi. Xa lời Phật Đức Như Lai chỉ dùng một Phật thường mà vì chúng sinh nơi pháp không có ca thừa hoặc hai hoặc ba ca. Tha lời Phật pháp của tất cả ca đơn phần ở mười phương cũng như thế. Xa lời Phật thua quá khứ ca đơn phần dùng vô lượng vô số phương tiền. Các món nhân duyên lời lẽ thi vô mà vì chúng sinh nhiên nói các pháp phi phạm đó đều là một phần thừa nên các chúng sinh đó theo chư Phật nghe pháp rô rao đều được chứng nhân tiếng trùng tri. Xa lời Phật thua vì lại ca đứng Phật sẽ ra đời cũng dùng vô lượng vô số phương tiện. Các món nhân duyên lời lẽ thí dù mà vì chúng sinh duyên nói các pháp. Vì pháp ấy đều là một phần thừa nên các chúng sinh đó theo Phật nghe pháp rô rao đều đưa chứng thiết trùng tri. Xá lời Phật hiện tại này trong vô lượng trăm nghìn muôn ức cõi phần ở mười phương. Các Đức Phật Thế Tôn nhiều điều lợi ích an vui cho chúng sinh. Ca Đức Phật đó cũng dùng vô lượng vô số phương tiện. Các món nhân duyên lời lẽ thí dụ mà vì chúng sinh nói các pháp. Vì pháp đó đều là một phần thừa ca chúng sinh ấy theo Phật nghe pháp rồi đó đều được chứng nhất thiết
chủng trí ca lợi pha ca đấng phần đo chi giáo hóa Bồ Tát, vì muốn đem trí kiến phần mà chỉ cho chúng sanh. Vì muốn đem tri kiến phần cho chúng sinh tỏ ngộ, vì muốn làm cho chúng sinh chứng vào tri kiến Phật, vậy xa lời phần này ta cũng lại như thế, do biết cả chúng sinh có những điều ưa muốn. Thân tâm mê chấm ta tùy theo bàn tánh kia, dùng các món nhân duyên lời lẽ thí dụ cùng trước phương tiện, mà vì đó nói pháp xa lời quang như thế, đều vì để chứng được một phần thừa những tiếng chúng trí. Xa lời quang trong cõi nước ở mười phương còn không có hai thừa, hà hùng có ba xa lời quang ca đức Phật hiện ra trong đời ác năm trường, nghĩa là kiếp trước phiền não trước chúng sinh trường kiên trường mệnh trường như thế, xa lời văn lúc kiếp loạn trường chúng sinh nhớ đằng bọn sen tham lam răng ghé tròn nên cái căn chẳng làm cho nên ca đức văn dùng chư phương tiền nơi món phần thừa phân biệt nói thành ban. Trả lời phán nêu đệ tử ta tự cho mình là lãng cùng duyên giác, mà không nghe không biết việc của cá đơn phần như là chỉ giáo hóa Bồ Tát, người này chẳng phải đệ tử phần, chẳng phải a la, chẳng phải duyên giác lại nữa. Xa lời phá cản tỳ kheo, tỳ kheo ni đó tự cho mình đã được a la là thân rốn sao rốn sao nhiếc bàn bèn chẳng là chỉ quyết cầu đạo vô thường chính đàn chân danh. Nên biết bọn đó là kẻ tăng thương mang, vì sao nếu có tỳ kheo thần chân quá là hắn mà không tin pháp này quý không có lẽ ấy, trừ sau khi phần diệt độ hiền tiền không phận, vì sao sau khi phần diệt đồn những kinh như thế người hay thọ trì đọc tùng hiểu nghĩa rằng khó có được, nếu gặp đừng phận khác ở trong pháp này bèn được hiểu rõ. Xa lời Phật các ông nên mong lòng tin hiểu thọ trì lời Phật dạy, lời ca đưa Phật như lai nói không hư vọng, không có thừa nào ca, chỉ có một phần thừa thôi. Khi ấy đứng Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kể rằng tỳ kheo ni cứu lòng tăng thương màng cần trở nam ngã màng cần trở nữ, chẳng tin hàng bọn chúng như thế số kia có năm nghìn, chẳng tự thấy lỗi mình nơi giới có thiếu số tiếng giữ tội quấy mình. Thì nhờ đó đã ra bọn cam tâm trong chúng quy đức phần phải đi gã đó kèm phước đức chẳng cam lãnh pháp này, chúng nay không cành lá chỉ có những hồn chẳng xá lời phóng kheo nghe. Pháp của các phần được vô lượng sanh phương tiện, mà vì chúng sinh nói tâm của chúng sinh nghĩ các món đạo ra làm bao nhiêu những tâm vô nghiêm lành giữ đời trước Phật biết hơn thế rồi. Dùng các duyên thủy dù lời lẽ sân phương tiện khiến tất cả vui mừng, hoặc là nói thế kinh khổ khởi cùng bốn sự bốn sinh đi tăng hữu, cũng nói những nhân duyên thí dụ và trùng tung
Luận nghi công chính kinh căn đồng ưa pháp nhỏ tham chấp nơi sinh tử nơi vô lượng đừng phàm chẳng tu đạo sáu màu bị ca khô não loạn vì nó nói niên bàn ta bài phương tiện đó khiến đeo vào tuệ phần. Chưa từng nói các ông sẽ được thành Phật đạo sơ dĩ chưa từng nói vì giờ nói chưa đến nay chính là đến giờ quyết định nói đại thừa chính bộ pháp của ta thuận theo chúng sanh nói. Vào đại thừa làm gốc nên mời nói kinh này có phần tử tâm tình em nhiều cũng cắn lời nơi vô lượng các phẩm mà tu đạo sâu màu vì hàng phân tử này nói kinh đại thừa đây. Ta ghi cho người đó đời sau thân phận đạo bởi thâm tâm niệm Phật cố trì tình giới vậy hạng này nghe thành Phật rất mừng đầy khâm minh Phật biết tâm của kia nên vì nói đại thường. Thanh văn hoàng Bồ Tát nghe ta nói pháp ra nhận đến một bài kệ đều thành Phật không nghĩ trong tối phận mười phương chỉ có một thừa pháp không hai cũng không ba trừ Phật phương tiện nói. Chỉ dùng danh từ giả dân dân ca chúng sanh vì nói trí tuệ Phật ca Phật ra nơi đại chỉ một việc này thật thay thứ chẳng phải trơn tròn chẳng đem tiểu thừa mà tế độ chúng sinh Phật tự trụ đại thường. Như hoa của mình được định huệ lực trang nghiêm dùng đầy đồ chúng sanh từ chân đạo vô thường phàm bình đẳng đại thừa nếu dùng tiểu thừa độ nhân đến nơi một người trời ta độ sanh tham. Việc ấy ta không được nếu người tin về Phật như là chẳng dối gà cũng không lòng tham ghen với cả trong ca pháp nên phần ở mười phương mà riêng không chỗ sợ ta dùng tướng trang nghiêm. Ánh sáng soi trong đời đấng vô lượng chúng trọng vì nói thật tướng ân xả lại phần anh biết ta vốn lắm thề nguyện muốn cho tất cả chúng bằng như ta không khác như ta xưa đã nguyện. Này đã đầy đủ rồi đồ tất cả chúng sanh đều tiến vào phần đạo nếu ta gặp chúng sanh dùng phần đạo dạy cả kẻ vô tri rối sai mê lầm không nhận lời ta rõ chúng sanh đó chưa từng tu tội lành. Chăm chàng ai ngũ dụng vì chi ái sinh thổ bởi nhân duyên càng dụng xa và ba đường giữ xoay lăn trong sao nếu chịu đủ những cố động thân mọn thủ bào tái đời đời tăng trưởng luôn. Người đứng mong in vừa các trừ khổ bước ngắn vào rừng rậm ta kiên hoàng chấm có chấp không thương ra căn chấp này đầy đủ sáu mươi hai chấp chào pháp hư vọng bền nhận không bỏ đường. Ngã mạng từ quê cao vua nín lòng không thờ trong nghìn muôn ư kiếp chẳng nghe danh từ Phật cũng chẳng nghe chính pháp người như thế có đồ cho nên trả lời vẫn ca vì bài phương tiện nói các đạo dứt khổ chỉ cho đó niết bàn ta giàu nói niết bàn cũng chẳng phải thần gì các pháp từ bản lai tướng thường tứ vắng lặng. Phần tử hành đạo rồi đời sao được thành Phật ta có chức phương tiện mở bài khấm ba thừa tăng ca các thế tôn đều nói đạo nhất thừa nay trong đại chúng này.
đều năng trừ nghi lầm lời Phật nói không khác chi một không hai thừa vô số kim đã qua vô lượng vân diện độ trăm nghìn muôn ức phần số nhiều không lương được ca thế tôn như thế càng món duyên thì dù vô số ức phương tiền diện nói ca phàm tướng ca đừng thế tôn đó đều nói pháp nhất thường đồ vô lượng chúng sinh kiên vào nơi phần đạo lại ca đại thánh chúa biết tất cả thế gian trời người loài quần sanh thâm tâm chỗ ưa muốn bèn dùng phương tiện khác chúng bài nghĩa đệ nhân nếu có loài chúng sanh gầm ca phẩm qua cứ hoặc nghe pháp bồ thí hoặc trì giới nhận nhục tinh tấn thuyền trí tài ca món tu phước toàn những người như thế đó đều đà thành phân đạo sao ca phân diệt đồ nếu người lòng lành diệu ca chúng sinh như thế đều đã thành phần đạo ca vẫn diễn độ rồi người cung gian trả lời những muôn ứng thư ta vàng bạc và pha lê xa cừ cung mã não ngọc mái khôi lưu ly thanh tình rồng nghiêm trước cao dồi nơi ca pháp hoàng có dân miêu đá chiên đàn và trầm thuế gỗ mà cùng vô khăn gần ngói bụng đơn tài hoàng ở trong đồng trong chưa đơn thành miếu phật nhận đến đồng tư dẫn nhôm ca thành tam phần những hàng người như thế đạo đã thành phấn đạo nếu như người bị vọt hay dân các hình tượng chạm trổ thành các tướng đều đã thành phần đa hoàng dùng bài báo làm thao đồng bạch đồng đó chắc nhóm cùng chì kem sang vô cùng với bùng hoặc dùng keo sang ngoài nghiêm sức làm tướng phần những người như thế đó đều đã thành phần đã về vời làm tương quan trăm tướng vướng trang nghiêm tư làm hoàng báo người đều đã thành phần đạo nhân đến đồng tử dân hoàng cỏ cây và bung hoàng lấy móng tay mình mà về làm tường quân những hàng người như thế lần lần chưa công đức đầy đủ tâm đại bi đều đã thành phần đạo chỉ dạy các bồ tát đồ thoát vô lượng chung nếu người nơi ta miếu tường báo và tường quê dùng hoa hương phan lòng lòng kính mà cúng dường hoằng khiến người thối nhàn đánh trong thôi trần áo tiêu đen cầm không hầu tì bà chấp chá đồng ca tiếng hay như thế đem dùng cúng dường hết hoàng người lòng vui mừng ca ngâm khen đức phật nhận đến một tiếng nhớ đều đã thân phận đạo nếu người lòng tán loạn nhận đến dùng một hoa cúng vàng nơi tương về lần thấy ca đứng và hoặc có người lễ lại hoặc lại chỉ chắp tay nhận đến giơ một tay hoặc lại hơi cúi đầu dùng đây cũng dàn tượng lần thấy vô lượng phần tử thành đạo vô thường rộng đó chúng vô số và vô dư niên bàn như cúi ánh lửa tăng nếu lòng người tan loạn vào nơi trong tham miếu một chân nam mô phật đều đã thành phần đạo nơi các phần quá khứ tại thế hoàng diện đô có người nghe pháp này đều đã thành phần đạo ca thế tôn vì lai do nhiều không thế lượng ca đức như lai đó cùng phương tiện nói pháp ta cả càng như lai dùng vô lượng phương
chúng sanh vào trí vô lậu quần, nếu có người nghe pháp không ai chẳng thành Phật. Các Phật vô thế nguyện ta tu hành Phật đạo khắp muôn, cho chúng sinh cũng đồng đường đau này. Các Phật đời vì lai giàu nói trăm nghìn ứng vô số, các Phật môn kỳ thực vì nhất thường. Các Phật hướng chúng con biệt pháp thường không tính giống Phật theo duyên sinh, cho nên nói nhất thừa pháp đó trụ ngôi pháp tương thế gian thường. Còn nơi đạo tràng biết rồi đức Phật phương tiện nói, hiện nay mười phương Phật của trời người cung dường số nhiều như hàng xa hiện ra nơi thế gian, vì an ổn chung như thế biết vấn bằng thư nhân bởi dùng chứng phương tiện. Do bài các món đạo kỳ thực vì vấn thừa biết các hành chúng sanh thâm tâm nó nghĩ nhờ nghiệp quen từ quá khứ tính dùng chứng tinh tấn và ca căn lời đồn dùng các món nhân duyên. Thí dụ cùng lời lẽ tùy cơ phương tiện nói ta nay cùng như vậy, vì an ổn chúng sinh dùng các món pháp môn ráo bài nơi phần đạo ta dùng chân trí tuệ rõ tính dục chúng sinh phương tiện nói các pháp đều khiến được vui mừng xa lời phấn nên biết ta dùng mắng phần xem thấy sao đường chúng sinh nghèo cùng không phước về vào đường im sinh tư khó nói luôn công dứt sao tham nơi ngộ dụng như trâu màu men đuôi do tham mái tự che đuôi mù không thấy biết chân cò vẫn thế lớn cùng pháp chứng sự cổ sâu vào càng ta kiến lấy có muốn bỏ khổ phận vì chúng sanh này. Mặt